Thư tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn vừa đến công trường để thăm hỏi, tặng quà, động viên các đơn vị đang thi công công trình đường cao tốc nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bảo đảm đúng theo kế hoạch. Theo đó, Bí thư tỉnh ủy ông Lâm Văn Mẫn đã đến thăm hỏi tặng quà và động viên tinh thần các đơn vị thi công các gói thầu thuộc dự án cao tốc đoạn qua địa bàn huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và thành phố Sóc Trăng tại mỗi điểm đến thăm bí thư tỉnh ủy đã hỏi thăm tình hình thi công tại đơn vị tìm hiểu tình hình ăn ở sinh hoạt và làm việc của các công nhân tại công trường đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả của người lao động đang làm việc tại đây nhất là trong điều kiện thời tiết đang vào mùa mưa và vào ban đêm qua đó động viên đơn vị cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành tiến độ theo kế hoạch việc đến tận công trường hỏi thăm động viên người lao động đang làm việc trên các công trường là rất thiết thực là nguồn động viên để công nhân lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao qua đó, Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục tập kết thiết bị vật tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để bù tiến độ chậm trong thời gian vừa qua. Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng vừa tổ chức cuộc họp trao đổi kế hoạch tổ chức chương trình lễ công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sát nhập phường 1 và phường 9. Dự kiến lễ công bố được tổ chức ngày 9 tháng 9 năm 2024 tại Ủy ban nhân dân phường 1. Chương trình buổi lễ có một số nội dung chính như xem video clip về quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, công bố nghị quyết số 1105 ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Sóc Trăng. Công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường 1 mới, công bố quyết định điều động cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách. Phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo và nhân dân thành phố giao nhiệm vụ các đơn vị có liên quan phối hợp chuẩn bị tốt phần khánh tiết. Dự kiến thành phần khách mời xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ công bố. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2024 ở huyện Mỹ Xuyên đã diễn ra sôi nổi. Đây là hoạt động bổ ích cho đoàn viên học sinh rèn luyện trưởng thành, qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của giáo viên đoàn viên thanh niên học sinh trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo cho thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Sóc Trăng và huyện Đoàn Mỹ Xuyên đã bàn giao nhà đại đoàn kết ở xã Thành Phú, trao 10 suất học bổng cho học sinh trường Trung học phổ thông Hòa Tú, tặng quà cho 10 bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Hòa Tú 1 có thành tích tiêu biểu, tích cực tham gia tốt các hoạt động phong trào do đoàn hội các cấp tổ chức, tặng công trình thanh niên cột cờ Tổ quốc xã Gia Hòa 1, thăm tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, ra quân vệ sinh môi trường và nhiều hoạt động tiêu biểu khác, qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vào các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Nhằm động viên các em học sinh trước thềm năm học mới 2024-2025, Hội đồng Nhân dân thị xã Vĩnh Châu và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã đến trao 200 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai điểm trường tiểu học 3, phường 2 và tiểu học Lạc Hòa 2, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Các phần quà gồm tập dở và bánh, sữa, tổng giá trị quà tặng trên 25 triệu đồng. Năm học 2024-2025, toàn thị xã Vĩnh Châu quy động trên 35.000 học sinh ra lớp. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới, công tác giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được các trường quan tâm, quy động nguồn lực hỗ trợ cho các em an tâm học tập tốt.